Singapore chính thức bắt đầu mùa lễ hội chào đón Tết âm lịch 2015 với hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng xung quanh khu vực Chinatown vào tối qua. Người dân Singapore sẽ chào đón năm mới 2015 đồng thời với kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảo quốc Sư Tử. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Lễ thắp sáng đèn và khởi động lễ hội chào đón năm mới 2015 được chính thức bắt đầu với sự tham dự của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hơn 1.500 đèn lồng hình đồng tiền vàng cùng với hàng trăm hình các chú dê biểu tượng của năm mới 2015 đã làm cho đường phố xung quanh khu vực Chinatown trở nên lung linh sống động, thu hút hàng nghìn người dân Singapore và du khách quốc tế. Các đèn lồng năm nay rất đẹp, không khí ở đây rất tuyệt vời. Rất nhiều người cùng đang thưởng thức không khí lễ hội và cảm thấy rất hạnh phúc. Phong cảnh ở đây thật tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi không ở đây vào dịp năm mới, nhưng không khí giờ đã rất vui rồi. Đồng thời với hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập nước, nên Singapore tổ chức các hoạt động chào đón Tết âm lịch năm nay với quy mô hoành tráng, với nhiều hoạt động phong phú. Trong vòng 3 tuần tới, người dân Singapore và du khách quốc tế sẽ được thưởng thức và tham gia vào nhiều hoạt động như cuộc thi múa lân quốc tế lần thứ 8 với 14 đoàn múa lân đến từ 10 nước, các cuộc biểu diễn văn nghệ ca nhạc hàng đêm, chợ Tết đường phố với hơn 400 gian hàng, cây ghi điều ước năm mới dành cho các du khách hay lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2015. Với tất cả các hoạt động này, lễ hội chào đón năm mới ở Chinatown hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm sống động, mang tới một năm thịnh vượng cho đất nước Singapore, người dân Singapore và cho tất cả mọi người có mặt ở Singapore. Và cũng như mọi năm thì lễ hội đón Tết âm lịch cổ truyền và là Tết con dê năm nay không chỉ đơn thuần là dành cho người dân Singapore mà còn là một điểm nhấn để mà thu hút khách du lịch đến với đảo quốc Sư Tử. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 19 tháng 3 năm nay. Hiếu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam tại Singapore.